Sáng ngày 21 tháng 10 năm 2022, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Thủy Nguyên tổ chức khai mạc Giải cầu nông huyện năm 2022, chào mừng 74 năm ngày truyền thống Thủy Nguyên quật khởi, 25 tháng 10 năm 1948, năm tháng 10 năm 2022. Dự lễ khai mạc có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể huyện, lãnh đạo Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện và đại diện các nhà tài trợ. Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện nhấn mạnh thể dục thể thao có vai trò rất quan trọng trong việc giữ gìn và nâng cao sức khỏe góp phần xây dựng con người phát triển toàn diện cả về trí tuệ và thể chất để phục vụ lao động sản xuất công tác học tập luyện tập thể dục thể thao giúp duy trì lối sống lành mạnh, nâng cao thể lực, phòng chống các loại bệnh. Việc tổ chức giải cầu lông góp phần nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe cho người dân, thông qua đó phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những nhân tố điển hình nằm nòng cốt trong các phong trào thể dục thể thao của huyện, chọn cử các vận động viên tham gia giải cầu lông do thành phố tổ chức và tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi giữa các vận động viên trong toàn huyện. Đồng chí mong muốn các vận động viên phát huy tinh thần đoàn kết, thi đấu trung thực, nhiệt tình, thể hiện tinh thần cao thượng, tạo nét đẹp văn hóa trong thể thao, đề nghị các đồng chí trưởng đoàn huấn luyện viên, vận động viên thực hiện nghiêm túc các quy định của điều lệ giải, ban tổ chức, tổ trọng tài điều hành các trận đấu vô tư, khách quan, trách nhiệm theo đúng lịch thi đấu đã đề ra. Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo đã trao giấy chứng nhận cho các nhà tài trợ và tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia giải đấu. Tham dự giải cầu nông năm nay có gần 200 vận động viên đến từ 14 xã thị trấn trong huyện và 7 câu lạc bộ cùng các vận động viên tiêu biểu ở các tỉnh, thành phố các vận động viên thi đấu tranh tài ở các nội dung đơn nam đôi nam đôi nam nữ ở các nhóm tuổi Giải cầu nông năm 2022 là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống Thủy Nguyên quận khởi nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Giải cũng là dịp để các vận động viên cầu lông trên địa bàn giao lưu, học hỏi, gắn chặt tinh thần đoàn kết, tạo sức lan tỏa, thúc đẩy phong trào tập luyện và thi đấu thể dục thể thao phát triển mạnh hơn nữa. Giải cầu lông huyện Thủy Nguyên năm 2022 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 10 năm 2022.